digo, te sigo. Hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại channel của mình. Mình là BUCG đây em ơi. Thì chào mừng anh em quay trở lại cái series mà BUCG đánh thường và cùng lên đội diện với anh em nào anh em ơi. Thì hôm nay mình xin mạn phép được làm xin gieo đi top và lên 6 tam hợp. Mình đang mang bản kháng hiệu ứng và gây thêm sát thương cho nó. Tại vì mình không biết thằng top nó là ai mà mình nghĩ thằng top nó thường là mấy con có thể gây hiệu ứng mà ai ngờ gặp mặt ngồi bay ne này. Có chui không à, phát thiệt. Xui rồi. Và hôm nay mình sẽ làm xin gieo lên 6 tam hợp nha anh em. 6 tam hợp, anh em nên nhớ là 6 tam hợp nha. Rất là mắc luôn nên có lên được 6 cái hay không thì tùy vào thời gian mình chơi giống trận đấu thôi. Nếu mà nhanh quá thì mình không thể lên được, anh em thông cảm. Thì mình sẽ cố gắng mình lên nhiều nhất có thể. Đấy, đang đi với Vayne, mình tăng đúp trước để ăn quái. Cái tăng quy thì không có skill để ăn quái nè. Rất là khổ luôn. Rất là khổ luôn. Lúc đầu xin gieo bị Vayne hành gì thôi chứ anh em cứ nghĩ đi, lên level khoảng level 3 hoặc level 4 thôi là thiệt là Vayne đã nát với mình. Vayne đang tí nữa đó là Vayne nó sẽ nát với mình. Và những anh em nào có yêu cầu nào hay thì anh em hãy cứ bình luận với nha, mình là sẽ xem xét cái yêu cầu nào hay nhất thì mình sẽ làm. Những yêu cầu này rồi khá là nhà mình sẽ bỏ quay nha. Ô bê kem mày úi rồi ôi. Cái đó mình không phải là mình tóc biến theo nó đâu, tại vì mình tóc biến vô bụi để cho quái nó khỏi bắn đi mà. Tại vì quái ấy là phải là gần 10 con. Chúng ta có một xe bắn sát mặt lờ mình sao. Bởi kê luôn mất hai spell lên. Áo nè, nó một con áo nè. Đầu quá cơ. Lúc nãy mình ăn đó là tại vì mình mang thiêu đốt. Và mình đang chơi skin single một vụ. Về anh em quá vô nhiều vậy mà về cũng mất. Mất con xe rồi, ngu người rồi, không sao. Không farm được nào. Thôi, đường này nhây nó là chết, về thôi. Ê, đừng nha. Nói thằng này nó không cho mình về sao á. Bơi chơi nè, mày solo, mày kem. Được. Lời quá lời luôn nè. Quá trời lời luôn á. Hờ luôn. Ăn nó hai mạng xong rồi. Healing nó giết lại chứ không phải là thằng Vayne. Quá. Mình đang bắn như cái Healing đi răng top và răng mid rồi. Né đi em, né đi. Quá đỉnh luôn. Anh Duy đang ra nè. Chém đó. Hồi máu đâu Duy. Đúng rồi. Tay mình phối hợp phải nói là quá điệu nghệ luôn, quá dữ. Ở dưới boss thì có vẻ là chít đang gặp kiều phải nói là y hệt nhau luôn, nhưng mà lúc bên kia có vẻ giàu hơn một tí, nhưng mà trong khi đó là sở hữu lúc thập đại nhân tố skin hiền, skin 4 skin mắc nhất trong liên minh hiện nay sao á, nghĩ gì á. Đây bên đây nè, 02 nè, mất tóc biến rồi nè. Đúng rồi anh em ơi. Sao đây? Em làm gì đấy? Trả lời xin giáo ạ. Đi với Vayne thì mình tự tin là mình có thể ăn được nó, nhưng mà lại đầu bị hành quá nên không sao. Tại vì xin giáo nó mới sửa lại, nó có cái R phải nói là khá là bé khi đi với mấy con tay dài như vậy. Những đứa nào ngồi vòng rồi thì bắn sẽ không gây thêm sát thương cho mình nên rất là bá đạo. Đi với Vayne thì càng đẻ đó. Mới là cái bu gỗ thôi mà đời cảm thấy nó thanh thản chút rồi. Đó sức mạnh rồi. Thằng chuẩn thế này. Thằng chuẩn quá. Nó xúc mình kìa. Này mày ngáo à. Đừng quên ta là sinh giáo, ta là thánh thông đó cu. Ocean đánh hay vậy? Lên đây. Lên đây, mày lên đây. Đúng là tay dài khó bắt không?
Đồ nó bắn kìa, thơm lờ luôn. Tỉnh nào, bình tĩnh nào, có quy ba nè. Mình phải đợi căng cái quy ba để mình hất tung nó, mình xúc luôn. Đang hơn nó một level mà nên phải tận dụng thôi. Chắc cứu quá. Mày chắc cứu được không? Mày có thứ đốt là cứu. Mày nè, chết rồi. Quẩy lên, let's go baby. Nhờ với anh nè. Một khi anh mày đã có thứ đốt thì đừng hỏi vì sao anh chơi khô máu luôn. Rồi như Lê đang bị rụt bằng Master Yi, và Master Yi đang chạy quăng quy chúng nhưng mà chiếc anh đang bay vào. Xử lý cái quách này như vậy. Thấy là tay mình đang lỗ này. Thì mình đang lỗ chứ không chưa ai chết cả. Usain nó vẫn không đem fan blue kìa. Bắt cái version. Rồi trận này có vẻ là khá là ok đó. Tay mình đánh khá là ổn nhất là thằng Mít. Cũng phải nói là hơi bị xanh. Bắt tay đi ống gió nè. Rồi kèm 4 tiền. Đấy, mua giày nào. Máu nữa. Ok. Giờ cái thủy kiếm này anh em đừng hỏi vì sao mà mình e lên mình bật quy mình chọc một cái là mất nửa cây máu. Anh em đừng hỏi vì sao nhá. Tôi tập đại phun tố đúng là có skin mạnh hơn hẳn nha. Ờ đi lên là tiếp tục kèm mít kìa. Cái khó này chơi lại. Lucian 4-0 luôn. Rồi. Rét quá, gắt quá anh Lucian ơi. Anh Lucian đánh gắt quá cơ. Mày nỉ lên dép luôn kìa. Tà héo. Tà héo bê. Vẫn còn hơn nó một level. Mà mình mất anh Tây rồi. Mày đợi hồi rồi. Mày bê keo. Mày nghéo rồi. Mày này bắn đâu hơn. Tất nhiên là nó bắn đâu hơn rồi. Tại vì nó bắn xe mà đậu đen đó. Tây là lên người. Đấy. Điều 6 kìa. Mình còn level 8 rồi. Vậy là hơn nó 2 level luôn. Này cứ cúp rừng rồi. What the fuck. Xanh rồi. Ảo con mẹ nó tưởng rồi. Hơn 2 level nè. Hơn 2 level nè. Nó chơi lầy thì cho anh em. Mình đóng băng lính thì nó cũng không có lên farm luôn. Mình lên mình farm giùm tao cái đi. Lên farm đi. Lên farm đi. Đừng có chạy nữa. Đầu đen nữa. Nó dụ mình. Nó dụ mình rồi. Ngu rồi. Xúc trận này nó dụ mình. Má nó. Fucking well sạch thiệt. Nãy giờ nó đứng cái thụt lùi, lên xuống thụt lùi. Khó ra nó dụ mà nó bay vào, đỡ nó lily lên. Oh shit. Quá ngu luôn. Và anh em đang xem bên đây và chưa like cho mình, hãy nhớ bấm like nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều, cũng như là hãy đăng ký cho mình, ủng hộ mình lên 100k nha anh em. Trời ơi, thấy rồi, ngon, chuối về. Nhưng mà sao đây? Tôi nghĩ là như nó có. Hóa ra là vậy. Di quá dữ luôn. Nó là Di quá dữ luôn. Giờ từ 0-3 mà bay nãy lên 2-3 rồi. Đậu đen xúc giật. Nó rết anh em ơi. Nó hết mana rồi mà nó có rết nè. Mày chạy. Được không? Không tới rồi. Phát. Bên này nó tay lên rồi, đúng rồi, có red nè. Mà giờ nó bằng level mình luôn. What the hell, không hiểu tại sao. Nhưng mà nó có red thì mình phải cướp red thôi. Nó hết máu rồi, có lẽ nó sẽ không cần nữa. Mà nó chạy xuống đường bó luôn rồi, quá hay luôn.
rồi chơi đâu nào. Nó mắc rồi. Mày chơi. Mày ngáo à. Ngáo à, mất mẹ cái rò rồi, muốn cười rồi. Ăn trụ luôn nè anh em. You are ready. You are ready. Mày nhường nè. Tôi đã nói tại sao. Alo. Tôi đã nói làm sao nào, khi mà mình đã có thứ đốt thì phải nói là chơi khô máu luôn. Không ngại bố con nào hết. Chọt trụ nè. Hồi máu lại. Nó red luôn, red nó cứ lưu truyền đời này qua đời khác, quá hay luôn. Không cần phải điên red. Có vẻ thấy thế là bậy rồi, nhưng mà Lucian đánh tên mà mình đã nói mà anh em. Rồi thấy 1-3 trời ơi, quá lời luôn. Cực kỳ lời luôn. 1-3. Hay quá. Thằng này team mình đánh khá là chắc cú nhất làng mít thờ luôn. Mít đánh hay vào lờ 6-1-2. Cái mùi khi đánh hay sao quá đêm. Đấy vẫn hay nhưng mà được. Nên đi lướt e phục qua tường á, cạn lờ thì. Rồi, đang lên cái tam hợp thứ hai. Đang có một cái tam hợp rồi. Phút 13 mà anh em nghĩ có một cái tam hợp thì anh em nghĩ làm sao mà team mới chơi lại đây anh em. Phút 13 mà một cái tam hợp phải nói là mình khá là giàu. Giàu thì phút 13 cái tam hợp thì giàu kinh khủng luôn á. Đi farm thôi, cái này hết lên để farm comment rồi. Bot top thì đẩy cao quá. Red nè. Trời ơi, tôi tới nè trễ quá rồi. Lúc mình kẻ ít có mấy thành thạo đó nè. Tôi tới nè, dụ nó. Mày. Nhanh quá. Lúc sau phải đó không chó lại ta. Một là hết chó, hai là hết mày nè. Còn mày nè đầy cây kìa, chắc hết chó còn mày rồi. Vì có vẻ đang định vô red nên nhường nó thôi anh em. Chứ ăn của nó thì nó chửi mệt. Không phải là người gây sự. Ơi, anh em thấy gì không? Anh em thấy gì không? Vì đang chiếm rồi nhưng mà nhảy qua đây đúng rồi. Đúng rồi, nhảy qua đây đúng rồi. Tôi cái S nè. Để tôi cứu cho. Tu thông như thông cơm bữa luôn. Rồi cái triple kill. Mi. Triple kill của mình. Đậu hụt mấy này thiệt chưa. Phải cứ chết đi nè. Mấy nhảy về đó mù mắt liền. Rồi ăn rồng nước luôn. Bắt luôn cái này mình đang có vẻ là cái hộ béo. Bắn nổ bịch xuống đi. Rồi bạn thích bay đâu chiếc tên này bay đâu. Mình nhớ là khi chiếc tên này bắn nổ có một cúp súng là nó hồi lại W mà. What the hell. Ok không mất quán. Bây giờ mình toàn đi BK không rồi nên phút 15 mình mới được chứa 90 con creep thôi. Luôn à. Rồi lớp stupid đang kẹt cầu hành đối phương luôn, quá hay luôn. Lucian cân tem. Mình xanh vậy mà mình còn thua Lucian nó một level. Mày hết chói nghe nói mà hết chói đúng không? Mà tao chưa nghe nói mà hết tóc biến. Mới nghe nói hết chói rồi. Mọi người ơi. Vô đây anh em ơi, Di tới kìa. Di có level 9 nhưng có vẻ đang rất là hộ báo nha. Rồi Di bật anh Ti đâu. Anh Ti rồi Di ơi. Di đang chiếm nè, chiếm rất dữ luôn. Ai coming. Rồi về rồi. Ê. Rồi chú mẹ. Cái này là chú mẹ rồi. Ui chết. Đấy. Hay. Ủa chẳng quay sao, nên là lên chiếc bột chưa đây. Là hình liên chiếc tên này combo. Ôi mà đáy combo nhỉ. Rồi. Lên được cái tam hợp thứ hai rồi. Hai mảnh lớn rồi nè, một mảnh nữa rồi. Xong rồi cứ cái tam hợp thứ hai luôn. Rồi đường lên 6 tam hợp đang rất là gian nan, cực khổ.
không dễ dàng như anh em tưởng đâu. Bây giờ mình để cho thằng Venom nắp vào refire, không biết cái nữa nó có bắn sờ mờ lò mình nữa, nguy hiểm quá. Không bốn luôn rồi. Level 9. Oh. Giờ không farm thì anh em nghĩ lấy tiền đâu mà lên đồ ở đây. Phải farm thôi. Phải farm thôi. Thì kia đâu rồi, nghe nó nãy mày khá là hộ báo cái tao đúng không? Dễ rồi à, rồi đó. Trên này kìa. Nước hôi. Ê, đi lên. Ui. Nó sẽ nhanh vãi. Thí mẹ rồi. Rồi, thí mẹ luôn rồi. Ngu người luôn. Quá kinh quang sạch thiệt. Tại sao lại như vậy? Đậu đen á. Ôi, Lucian đang bắn rồi, chứ Lucian đang nhảy lên cho mình. Lucian đang vừa bóp anh em thấy không? Hay quá. Cứ bắt đầu bắn như vậy. Ơ, chứ Lucian lại nhảy vô gì mà vẫn không chết mà vẫn giết được team đó cơ. Đúng là không thể đón trước được sự việc gì. Phải, mình tưởng chứ Lucian này nhảy về phải đó là chết rồi chứ. Ai ngờ. Ảo vồn. Bên này nãy giờ cực fan và cuối cùng bên này đã hoàn thành xong cái cuồng đao rồi. Hồi quá của mình luôn sẽ nó fan rồi. Đó rồi. Chỗ fan này không còn, anh em thấy rừng không? Bãi rừng không còn một bãi luôn. Má quá dữ luôn. Nó kìa, gì ơi, nó mù rồi. Chơi game thì mình làm vớ thì bỏ cái mắt vô mình hình được cái. Rồi rồi đang chém ngu người rồi con. Mình liên đi chơi game mà không quên não. Quên mang não với quên mắt luôn. Ê đồng tới nè, tôi tới nè. Chạy đâu. Bốn thông một em. Này nữa, mình có E, mình có E anh em ơi. Mình có tam hộp mà. Chạy tốc độ thần thánh luôn. Bứt tốc luôn nè. Tóc luôn. Ôi rét quá. Quá căng luôn. Ba mạng. Không có xé. Rồi xanh liền, xanh lại liền. Giờ dần dần là đủ mất thêm một cái tên một thứ ba nè. Rồi đã trụ luôn. Em mới chết hết rồi. Không đẩy mà phải này là hơi phí. Hơi phí. Ê, thì kia tôi thấy một đứa ở đâu. Ui, được. Phạt. Chạy nhanh đấy. Cái 8 tiền rồi. Cái mắt cấm que rồi. À đây, là cái mắt đây. Để tôi phân, tôi lên đồ nào. Ông sụp bộ, ông đừng có farm. Có quá không? Có vẻ là có rồi, hay quá. Ơ kìa, kìa quái rồi, what the fuck. Anh em thấy không? Mấy vãi rồi, kìa quái rồi. Rồi, bất ngã mày ơi. Né liền. Tụi bắn chúng là dễ à. Ủa giờ mày nãy nó hơn level mình luôn rồi. Tại sao vậy? Xanh rồi đó, nhưng nó đi farm dữ quá mà. Thôi level mình luôn rồi. Bỏ farm 163 con. Biết ngay mà. Farm dữ quá mà. Bây giờ mình để nó còn refarm. Lucian đang tiếp tục gánh team. Trong khi đó chỉ chung là một team 2 ở đây có vẻ là không ổn. Đấy, hay rồi. Rồi luôn. Có vẻ là không hay rồi. 4 đổi 2 có nghĩa là không hay rồi.
Ôi người hết nguyên tem rồi. Hãy nghĩ anh em ơi, tem nó về mất. Không có, không có, không có chỗ đại chủ. Ủa đúng là tem hộp nó khác anh em. Đại chủ mắc phê luôn. Gần 3 cái tiền rồi nè. Trời đó combo một cái hết bay lính luôn, mẹ luôn rồi. Tới này anh Regi ơi, một là anh chạy, còn hai là anh chết. Cho anh hai lựa chọn. Nghe công ty mà nghe lý trí. Hứa biến tóc biến đi đâu, đi đâu thiêu đốt luôn vậy, chắc mắc anh em. Mình thiêu quốc mình có thói quen là thiêu đốt có là xài, không có để dành. Rồi quả xanh rồi, thằng mắt tay gì nó vẫn chưa nâng cái đồ rừng của nó lên luôn rồi, cái này mà họ quá giàu luôn. Bây giờ mọi người hãy gọi tôi là Bi Dubai, đừng có gọi là Bi Usagi nữa. Ba can sáu tiền vẫn chưa về mua đồ. Đấy, bây giờ phải xúc là một cái tâm hộp với phải nói là hai mảnh lớn. Vậy thì tâm hộp luôn. Rồi hai cái nha. Rồi đúng rồi, hai mảnh lớn nha, đi chốc luôn, tính quá dữ luôn. Rồi giờ tốc đánh là 1.78 mà chưa tính cái thân tốc đánh khi mà bay e vào nữa nè. Mình không hiểu tại sao mình phun miệng vậy, mình dữ thế nhau hồi chiêu rồi mình dư luôn anh em. Một cái tâm hợp là 20% giảm thời gian hồi chiêu mà mình đang có là 50% giảm thời gian hồi chiêu, vô 10 luôn. Rồi tốc đánh nè 2.16, trời mà đang có vẻ là không được kêu cho lắm. 1.77 này đang là không lọc như bọn tôi được chiếm luôn. Chơi lại ơi một phải đó mà duy nó móc Baron mình chửi chết mẹ luôn. Ok chết rồi, mấy đó lúc chửi anh ti thấy nhói lòng vãi, đúng móc Baron nhá. Rồi win luôn rồi, ok nice sư, ok giờ Nidalee với thằng Regi làm được gì đây? Nidalee với Regi à, anh mày cân là cả hai trụ mà nó thông, trời ơi rét quá đây, trụ mà thông như thông chuối nha. Trời ơi, quá dữ luôn. Cái mấy chú là sao hả? À, giờ quăng ngứa luôn, quăng mắt tầm mày thấy ngứa luôn. Về lo tem phe rồi, về nhảy xúc cái tem hộp thứ ba thôi anh em. Phe một tí nữa nè, chứ không biết đủ chưa nữa. Không đủ thì bán cái kiếm Doran này, đủ không? Không đủ luôn. Bán kiếm Doran này. Rồi ba tem hộp anh em thấy đẹp chưa? Anh em thấy đẹp chưa? Nếu thấy đẹp thì hãy nhớ bấm like nha anh em. Còn nếu thấy thích video mình thì hãy nhớ bấm subscribe kênh mình nha, ủng hộ mình lên trong cái shop nha. Quá đẹp luôn anh em, ba tem hộp, một cái giày ninja thì mình sẽ cố gắng lên đầy đủ 6 tâm hộp nếu mà thời gian nó cho phép mà mình muốn tiếp tục phải không. Đầu đen nó kẻ hết, nó kẻ thất bang quá luôn. Rồi mình chưa thấy thằng nào mặc nồi nào ID nào lại đi bắt thằng rừng cả, còn thấy điều ngược lại mà ha. Chứ tình này mình hổ báo quá. Nãy mình thấy vậy này nó ở đâu đây nè, nó chạy vô nhà luôn rồi, lầy vả. Ok ok ok, có red rồi, có red thì anh cần cả tem chú mày. Vậy này nè em, vậy nè chú mày ra đây, nghe nói là tóc đánh khá là nhiều mày. Sao sao đấy, sao đấy, sao đấy bật rờ luôn nha, chắc bắp luôn chơi, ngại gì chú rờ. Sao mày, sao mày, sao mày làm một vài đường cơ bản này, nó đã mất gần nửa cây thì hồi máu trời khá chó. Bỏ nè, ôi ôi trụ mà mất mất máu không phanh luôn, trời quá nhanh luôn, đúng là sinh ra bơi trụ. Ê đâu đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, chết 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 rồi.
Ôi mi chết rồi. Mà không sao, đây mình vẫn còn đây mà. Bắn đi em ơi, luôn sạch bắn đi, đúng rồi, chết em đi. Rồi, có vẻ là trận này kết thúc rồi em ơi. Ai vượt nhanh quá. Chúng ta được gọi phải nói là ba cái vòng cực thôi, lột ba cái tam hợp rồi. Ok, và GG anh em nha. Tạm biệt anh em và gặp lại anh em vào video sau. Nếu thích hãy nhấn bấm like cho mình cũng như là hãy subscribe cho mình. Cũng như là hãy nói chung là làm một điều anh em có thể đây anh em. 100 cái sub rồi, gần 100 cái sub rồi. Quên rồi. Ok, GG anh em ơi, tạm biệt anh em. Bye.